Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Văn Chấn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Xuân này, nhiều con đường khang trang, sạch đẹp được khánh thành, đưa vào sử dụng đã thỏa lòng mong đợi và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Xuân Tân Sửu đến với người dân thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Niềm vui như được nhân đôi khi tuyến đường bê tông được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuyến đường có chiều dài 1 km với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, theo chương trình hỗ trợ 50-50. Tuyến đường hoàn thành đã tạo điều kiện cho gần 125 hộ dân trong thôn đi lại thuận lợi, giao lưu phát triển kinh tế với các vùng lân cận. Thôn bản thì cũng có cái kế hoạch xây dựng, nhất là cũng vận động bà con về cái xây dựng nông thôn mới ấy. Thì vận động bà con là về nhất là huy động đóng góp theo khẩu và theo từng khẩu của từng hộ. Và thứ hai nữa là cũng hiến đất những chỗ nào vướng mắc, rồi các cái vườn là cây cối thì cũng hiến đất để cho con đường nó được đẹp hơn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2020, xã Thượng Bằng La bê tông hóa được hơn 7 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Thực hiện tiêu chí nâng cao về giao thông nông thôn, xã đã vận động nhân dân cứng hóa, tiếp các tuyến đường nội thôn tại thôn Dạ và thôn Yên Hưng, thôn Thắm, thôn Vằm, thôn Hán và hơn 3 km đường vào khu sản xuất. Việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường giao thông nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, giao lưu thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2021 thì kế hoạch đã đăng ký với huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm khoảng 3 đến 4 km. Đấy là đường bê tông. Thế còn đối với cái đường cấp phối thì có một số tuyến của một số thôn thì sẽ chỉ đạo cho bà con là làm đường cấp phối để có cái mặt bằng trước, sau đó là sẽ tiếp tục đề nghị với nhà nước hỗ trợ và phần dân đóng góp để tiếp tục đổ bê tông các cái tuyến liên thôn liên xóm. Theo lộ trình, Tú Lệ là một trong 3 xã của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới trong năm 2021 để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Năm 2020, xã Tú Lệ kết hợp nguồn vốn đầu tư của nhà nước với sự đóng góp nhân dân đã bê tông hóa được hơn 3 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường đều được mở rộng mặt đường 3 m, độ dày bê tông từ 18 đến 20 cm. Bên cạnh việc cứng hóa bê tông, Tú Lệ còn gây dựng các tuyến đường mẫu với các cổng làng và các bồn hoa dọc các tuyến đường bê tông. Đường giao thông nông thôn được bê tông sẽ góp phần thu hút du khách thập phương đến với xã Tú Lệ. Trong năm 2021, xã Tú Lệ tiếp tục tận dụng các nguồn đầu tư từ các chương trình dự án cùng với sự đóng góp của nhân dân hoàn thành 3 km trở lên. Phấn đấu 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Theo kế hoạch phát triển, còn một số tuyến nội thôn của các thôn thì năm 2021 sẽ phải hoàn thành độ khoảng hơn 2 km nữa. Đối với Ủy ban xã thì chúng tôi khi đã được nhà nước phê duyệt các cái vốn mà 50-50 thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuyến đường, cái sự đóng góp của người dân bao nhiêu và nhà nước hỗ trợ bao nhiêu để tuyên truyền cho bà con biết được cái chính sách được hưởng lợi cũng như là đồng thời là bà con ủng hộ để hoàn thành các cái chương trình đó. Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, năm 2020, huyện Văn Chấn đầu tư trên 105 tỷ đồng, làm gần 51 km đường bê tông xi măng, láng nhựa, bê tông nhựa, tu sửa 370 km đường liên thôn bản, sửa chữa 6 công trình cầu treo, 1 công trình cầu dán thép, xây mới 60 công trình cống thoát nước các loại. Trong đó nhà nước đầu tư trên 85 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm vừa qua, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù với tổng chiều dài trên 5,8 km phân bổ cho 4 xã gồm Gia Hội, Suối Quyền, Cát Thịnh và Sùng Đô, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ 990 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Đến nay, các tuyến đường giao thông đặc thù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp đồng bào vùng cao có điều kiện thuận lợi giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu bê tông láng nhựa, bê tông xi măng từ 60 km trở lên, sửa chữa 6 công trình cầu treo, xây dựng mới từ 3 đến 5 công trình cầu bê tông cốt thép, xây dựng mới 250 công trình cống thoát nước các loại. Đối với kế hoạch của năm 2021 thì chúng tôi đã tiến hành rà soát tổng hợp từ tháng 7 năm 2020 về nhu cầu cũng như là hiện trạng giao thông của tất cả các tuyến đường trên địa bàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thế và từ đó thì đưa ra cái danh mục ưu tiên và đề xuất báo cáo xin chủ trương của tỉnh cũng như là của huyện
để bố trí ngân sách thực hiện phát triển giao thông nông thôn. Trong năm 2021 thì đến nay thì tất cả các tuyến thì cũng đã có danh mục đầu tư, thì chờ nguồn ngân sách từ cấp tỉnh bổ sung cho phát triển đề án giao thông nông thôn của năm 2021 thì chúng tôi sẽ bắt tay vào triển khai ngay. Những năm qua, phong trào phát triển giao thông nông thôn ở huyện Văn Chấn đã tạo ra hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ và huy động được nguồn lực trong dân để thực hiện. Hiệu quả đã đạt được cho thấy tầm nhìn, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của chính quyền các cấp nhằm hướng đến xây dựng một diện mạo mới cho những vùng đất còn nhiều khó khăn, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.